Ok anh em, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến phiên đấu giá anh em ơi. Anh em chuẩn bị tinh thần. Ok anh em, và giới thiệu sơ qua thì tuần vừa rồi thì thông báo lại một lần nữa thì hôm nay thì trận công thành hôm nay thì lúc đầu thì Ngáo thủ cùng với đại thủ bất tử Biện Tinh, Biện Kinh và ở cho Thiên Đớ, và Thiên Đớ là ôm được Biện Kinh bất tử giây phút đầu tiên, và thành đại lý cũng là bất tử đầu tiên, đó là tiêu giao đã bất tử được đại lý đầu tiên. Hai thành đầu tiên là bất tử như nào, đó là Biện Kinh và đại lý là bất tử đầu tiên. Và phút những phút còn lại thì Ngáo đi quét Tương Dương, Dương Châu, Phượng Tường, Như Thành Đô, rồi phút cuối đập về Lâm An. Tại vì Lâm An lúc đó thì dồn dập khá là nhiều, không ai bất tử cả anh em ơi, nên Lâm An đánh như phút cuối, hơn là phút cuối khoảng 10 phút cuối thì Ngáo đã cùng Thiên Đớ và Đại dìa được Lâm An nè, và ăn được Long Trụ. Và rất là không may là Đại đã không còn thời gian mà đánh về Tương Dương, nên là Đại đã ra đường. Rồi bên kia thì ACE được ăn được Phượng Tương, sau khi giữ không được Lâm An với cùng với Ba Miền thì ACE đã rút về Phượng Tương, ăn được Phượng Tương, và Ba Miền đã rút Dương Châu, ăn được Dương Châu, và cướp thì thủ chiếm được Thành Đô đó nè, rồi Tiếu Ngạo này xây được cái Tương Dương đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đấu giá nè, đấu giá vật phẩm ngày hôm nay. À, đấu giá anh em ơi. À, nhưng mà chắc là event sau thì mà bị kiếp ra như mưa rồi. Ok. Ai, bạch mã 1k5. Ủa, bữa 1k lên 200 xu anh em ơi. Lên. Con ngựa 7 ngày anh em ơi, lên. Con ngựa anh em ơi, con ngựa chiếu dạ. Đó, kháng cảnh 5, hàng sử dụng 7 ngày. Đấu nhanh anh em ơi, đỡ anh em có ngày hôm nay xài luôn, đỡ phải bị mất anh em ơi. Một kim anh em ơi. Một kim. Nam đâu rồi, đấu giá kìa, không ai đấu giá. Một kim đó. Đấu đi Nam. Đấu cái giá cao, lương đang có cao thôi. Một kim, kháng cảnh 5. Đấu giá ít thì Nam lương ít thôi. Một kim cho Tây tụi tí. Quá rẻ rồi đó em ơi. Một kim cho Tây tụi tí. Chiếu dạ nha Nam, con này chiếu dạ nha Nam, 7 ngày nha Nam. Còn thêm kháng cảnh 5 nữa nha mọi người. Rồi, một kim cho Tây tụi tí. Một kim 2 cho ba hậu. Một kim 2 anh em ơi. Kim 2 cho ba hậu. Chát lên đi. Chúng ta chát cái một kim 2 rồi kìa. Người ta chát trên phòng rồi. 1 kim 2, 3 hậu, 1 kim 4 cho anh Nam. Lần 1. Và mình có 100 bao là bao nha Nam. Rồi tí nữa anh em nào đấu tiếp tục lấy kinh nghiệm. Ờ Thiên Đớ hả? Tầm này Thiên Đớ đang top 3 anh em ơi. Ba Miền top 1, AC top 2, Thiên Đớ top 3, Đại top 4, Cướp top 5, Tiêu Gia top 6, Ngáo đang top 7. Rồi 1k4 lần 2, 30 giây nữa chốt. Con ngựa này tuần trước đấu 2k4 nè, 2k4 luôn nè. Với một kim này thì quá rẻ, kim 4 này quá rẻ. Con ngựa chiếu dạ nè mày, chiếu dạ kháng tất cả. Kim 6 rồi kìa. Một kim 6. Có thể nhảy. Một kim 6 dành cho ba hậu. Một kim 6 dành cho ba hậu. À, vô hết giờ anh em này. Quá rẻ. Vô Như Hương ơi. Vô Như Hương ơi. Quá rẻ luôn nè mày. Vô Như Hương ơi. À ok. Một kim 6 dành cho ba hậu. Đó, con ngựa ba hậu, kim 6 nè mày. Quá rẻ. Quá rẻ. Mình có ngựa rồi anh thôi em, mình. Anh em chạy đi một tuần rồi. Mình có ngựa rồi chứ không có ngựa mang, mấy con ngựa nó ngon lắm, khá là ngon lắm. Tùng di chuyển, Tùng ơi. Ơi. Di chuyển, di chuyển. 2k cho anh Trần Kiên, cho em Trần Kiên, ngon luôn em ơi. Mua con ngựa này là ngon hơn đeo phi phong ấy. Ừ. Thêm cá cả nữa. Thì ngon phi phong này nó thẳng ra con ngựa này đó là hai kim này mà mang phi phong nữa, mang thêm kim anh đây, sao tất cả mấy rồi lên hai kim bình thân luôn anh Nam. Hai kim lần một cho Trần Kiên. Rồi anh em cứ đón giá rồi, nó được con chiếu già nha, nó bán anh 18 kim rồi. Rồi lần hai, hai kim lần hai, hai kim lần hai, còn hai kim lần hai, 20 giây nữa chốt. Thôi thôi. Ở đây như anh em chú dạ, mình chạy xích thố của em rồi. Chị có còn xích thố kìa. Đây, đây đó. Chốt lần 3 em nha em ơi, tí nữa giao dịch nha em, cố gắng đợi anh 20 phút nữa sẽ vượt ải giao dịch nha. Rồi tiếp theo món khác nè em ơi, chốt cho Trần Kiên 2 kim. Trần Kiên, được thải ghi tên lại, Trần Kiên 2 kim. Rồi, tiếp theo, Ban Dữ. Mà thủy tinh như tinh thần Ban Dữ, anh em nào cần cứ hú nha, 1-2 viên, anh em 6 viên đó, alo Ban nha. Rồi tiếp theo nè, 2 bao hiệp cốt nhu tinh. Đánh tiếp nè em ơi. 2 bao hiệp cốt nhu tinh. Hồi trước anh Long đấu được 600 xu, lên 100 xu nè em ơi. Trước anh Long đấu như là 1k4 vậy đó. Rồi, 2 bao nè em ơi, x2, 6 xu, 1 bao 30 xu, tương đối 1 bao 30 xu. Xem số 2 bao anh em ơi, 1 bao 30 xu, mở ra hên xui, áo nhu tình, hiệp cốt này nọ anh em. Đó.
Hit 2 sớm sâu. Nam anh Long không thử nữa anh Long. Long. Độ chất hạ đau khả thử quá. Ô 700 rồi ok đánh vào học 700. 700 lần 1. 700 lần 1 cho anh Ba Hậu. Thử cho Nam rửa áo nhu tình này nọ. Ngồi nhu tình là ngồi hiệp cốt lại ngon nữa. Anh Tụng rồi. Đây. Tụi chị anh ơi. Rồi xong này đấm 100 lỡ 3 quan thành nha Nam. Xong này đấm 100 lỡ 3 quan thành nha. Thưởng anh lại lại đi lại lại đít thì bị mấy quái nó xử anh rồi chứ. Mấy quái nữa nó gan lắm mới xử anh Tùng. 2 lần 2. 700 xô lần 2, 2 bao hiệp cốt nhu tình. Rồi không ai lên. Rồi anh Ba Hậu chốt 20 phút sau giao dịch nhanh ơi. Chốt. Rồi tiếp theo. Em tiếp tục đến hàng hot em, hàng hot ngày hôm nay. Hot ngày hôm nay đó là 100 là ba quan thành. Hết chốt rồi, mình anh Long đủ khó làm khó em quá. Khó quá. Ba wow, mình bấm chat cái trong đây không vào. Bằng. Hai kim lên, 100 xu anh em vui vẻ anh em ơi, hai kim lên 100 xu. Thành công mới ghê chứ. Ủa nhớ để cho tán gẫu mà sao mà thành đất cận không ta? Ai mất mic khai à? Không lên mic à? Ủa? Tay thì từ là bị mất mic nè. Quá chứ. Ôi bị lắc luôn. Mất mic nè này thấy. Thấy chưa? Lắc mic này. Anh em đợi tí nè mày. Rồi ok. Lô 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 đồ xanh 2k nè mời 2k nè mời 2k nè mời lắc mít rồi khai bị lắc mít rồi con số lắc đường truyền trời 2k lần 1 2k lần 1 20 bao ôi cái gì vậy không có đường truyền là sao lô 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 á đồ. À chắc đang bị... Hello này mới vô nha. Đọc từ đầu cứu luôn Long. Anh Long làm khó em quá Long ơi. Khó quá gì. Nó chết tôi chết rồi gặp tôi chết cận nữa chứ. Không chứ em 800 ở đây không à. Em ngồi em chờ trên này là không thấy nha. Đầu là em cứ nói mít là lần 2 lần 3 mà không ai nói gì. Em chốt thôi. Nhìn lại chốt lại em kêu anh Long làm khó em quá. Mà nhìn lại mít không có. Đấy. Rồi chốt 800 rồi bỏ đi. Lần 2 Ông tắt mít mít rồi còn đâu. Không không phải tắt cái mít nó bị lỗi không phải tắt. Cái mic nó bị mất kết nối. Lỗi thấy cãi đâu anh bấm vô cái phòng tán rồi nè. Em bị mất mic mà chắc sao chắc cận mới ghê chứ. Ở à. Ngoài thì bấm vô phòng tán rồi. Rồi. À. Ông nhảy vô trong vực ải này nó chuyển qua phần chắc cận. 2k lần 2, 2k lần 2. 20 bao 2k lần 2 anh em ơi. Rồi ok. Em nghe anh ơi. Cái bao này mà em đấu như thế là hiện nay là so với cả bên các bang khác đấu là cao gấp đôi đây giá khởi điểm. Là khởi điểm nhiều anh? Khởi điểm của nó có 1k thôi. 1k là ok thực ra ok. Anh em đua tốt thì anh em cần chứ còn cái này nó có 2 triệu kinh nghiệm tức là 5 túi mới bằng 1 quả. 2 triệu hay là 4 triệu? Sao bữa nói 4 triệu? Mà 5 túi triệu. Thì bằng 1 quả huy hoàng thì có 50 xu thôi. Rồi ok. Rồi ok lại thôi lại đi. Trời ơi nãy giờ biết đâu. Rồi lại Nam ơi. 1 kim. Ok. Khởi điểm là 1k. Rồi ok. Lên 100 xu. Đó, tuần trước là lên 2k4 nữa nè. 2k mấy, 2k8 nữa. Lên lại. Nên chỉ là 2k8, tuần trước anh Tùng đấu 2k4. 2k8, 2k9. Đúng rồi, tuần trước anh Tùng đấu 3k4 đấy. Rồi, 3k4 em cũng 3k4 đây. Rồi, lên đây. Rồi, đấu lại. Quần đầu mình không biết, còn bây giờ... Không biết. Cả bang nào cũng vậy, biết đâu. Bang nào cũng vậy nữa. Rồi. 1k anh nói chung là đấu thấp thì lương thấp cũng sao hết cứ thoải mái rồi anh đang lên 3k6 rồi không có ý là nhắc lại lúc cũ rồi anh Tùng bỏ cái tuần đầu đi làm tuần khác nơi làm lại tuần mới 1 kim đó lên 100 xu không anh em nào nói không anh em nào nói đấu 3k6 kìa ok là chốt luôn không có anh bạn đang bị dính á 1k5 này là ủa một túi không phải là em đỡ là 4 triệu chứ có 2 triệu hả 2 triệu tính ra là 50 túi một ngày là được 100 triệu à 100 triệu 1k5
Thôi bây giờ này, thực sự là không ai đấu luôn á. Giờ anh Tùng lẩm hết luôn trăm bao, anh em có một ý kiến nào không? Có ý kiến lên tiếng cho anh nhanh đi em ơi. Bao nhiêu tiền rồi, okay, cứ ra bao nhiêu giao dịch lại cho ban nhé rồi. Chứ giờ anh em có đấu tốt đâu mà. Anh em có đấu không kìa. Anh Tùng lấy hết, anh Tùng lấy hết thì tính cứ 1 kim 20 bao thôi. Chinoda đấu không kìa? Không, Chinoda không. Rồi ok không rồi thôi. Anh trả cho ban, nếu như anh Chinoda kêu là không. Không ý kiến ấy. À không ý kiến. Chắc không ý kiến à. Ôi, cứ 1 kim được anh ạ. Đây, ok, được. Đúng rồi, chính xác. Đó là cái ý khả năng định nó ra là nhường cho người đang top của server chứ mình không nên dành làm gì. Vì bây giờ anh em không dùng anh ấy. Không hiến quá nhiều thì đúng rồi. Đấy làm cái gì với cháu. Chính xác. Kim là được rồi. Chính xác luôn. Kim là ok rồi. Ok, vậy là tất cả đợi cho anh Tùng hết nha anh em. Rồi, ok. 1 kim mỗi người hết nè. Chốt. Chốt anh một Tùng kim bao hết 100 bao. 1 kim 20 bao thì là 5 kim 100 bao. Rồi, tí nữa giao dịch anh Tùng ơi. Ok, đó. Nhanh gọn anh em, đó. Hôm trước em chơi bên server kia không vậy. Cũng có một anh nằm top anh Tùng. Cũng nằm top 2, top 3 á. Là cứ công thành xong là mấy cái này anh thu hết. Khỏi về đấu giá mất thời gian của em lắm. Đó. Rồi, ok. Nhanh liệt nào, mỗi 1 kim mỗi bao. Nào. Từ tuần sau đúng rồi. Thế mà có gì giảm giá thì mình lượng nữa. Không, phải giữ lương vậy em, giảm giá nữa là Tôn không có tiền phát luôn anh. Tại vì là cái bang mình đó, là hiện tại công thành này á, chỉ được 100 lỡ bao đó thì mới có tiền vạn và cũng như là tiền xu để duy trì chống thôi. Còn thấp quá là thực sự không đủ tiền mà duy trì đâu. Rồi ok, chốt này. Bây giờ này, tiếp theo. À, bây giờ mình sẽ có là hai dòng sáng kỹ năng của nha anh em. À, em giới thiệu sơ qua dòng đầu tiên để em búp cho anh Tùng cái dòng đầu tiên để anh Tùng tham khảo nha. Hiện tại tiếp tục chúng ta sẽ đấu dòng kỹ năng vốn có một cấp kèm với phòng thủ vật lý 30% giống như một cái ấn nhân Tùng trong vòng 7 ngày. Được. Đó. Được. Chính xác, để em cho anh Tùng cái dòng anh Tùng sẽ hiểu. Được. Anh Tùng nằm cái vòng mới đi lên đấu là vừa đẹp. Đây, để em đưa anh Tùng cái dòng hả? Đâu, xem vòng. 4 ngày nữa thôi. Em, nghiêng sói. Rồi, anh Tùng coi thử phòng thủ lý lên chưa? Phòng nghiêng sói. Rồi, xem cái phòng rồi. Nó nháy. Thấy phòng thủ lên cộng 1 đúng không? Đâu, anh chạy ra coi vòng đẹp không? Vòng vàng giống như Khải á, vòng tròn giống như Khải thôi. Nhiều vòng quá. Cộng thêm một kháng dương đúng không? Kỹ năng tăng thêm một cấp phòng thủ lý đang 75.1 đến 75.2. Đó, ok, chính xác luôn. Đó là dòng giá trị nhất trong bang nha em. Đó là dòng giá trị nhất trong bang. Bang chủ cũng phải thua luôn. Bang chủ chỉ có một dòng kỹ năng thôi. Đó, mà bang chủ đang xài free nha em. Anh em nào cần bang chủ giao cho anh em đánh thông kim này nọ giao lưu. Đó. Rồi. Rồi giá khởi điểm của dòng này á 5 kim nha anh em lên một lần 500 xu. Đó. À, vòng sáng để Khải vô góc ạ. Còn nó quên không chết nữa. Cái này là anh em nào xuống góc thì đấu giá đó. Anh em nào muốn thể hiện kỹ năng ở tống kim, thực sự dòng này đánh 7 ngày tống kim ngon lắm luôn anh em. Anh Long 5 kim. Châu như bò luôn anh em. Vòng sáng nguyên sói. Cộng 1 kỹ năng. Cộng 30 phòng thủ vật lý 5 kim lên 1 kim à, lên 200 xu đi nè. Hãy lên 200 xu cho anh em đó. Cái này là bên kia thì họ đấu đến mấy chục kim lận nha anh em. Họ đấu bên kia là 22 tương đương 20 kim một vòng đó anh em. Biết mình lên được hay không đâu. Chủ yếu là dân chơi thôi. Cái tối mà đánh tân trưởng môn đi thì cái vòng này có tác dụng không? Có tác dụng hết. Thế thì đến tuần thì anh đấu. Ok anh luôn. Ai 5 kim cho anh Long. 5 kim cho anh Long, lên 500 xu như năm. Nhưng mà tuần, em tưởng tuần nào nó đánh tân trưởng môn đi. Không, tháng anh. Tháng đánh một lần. Rồi tới tháng chưa chắc có anh Tùng. Anh chịu không biết làm thế nào. Ừ, không có chịu biết làm thế nào. Anh không đấu mà anh đi đánh cái đấu thì có Lâm Minh Chủ ấy. Đúng rồi. Có Lâm Minh Chủ 5k. 5k cho anh Lâm Long 1. Dòng sáng quá đẹp, lần một anh em, đó. 5k là gì hả? Quá rẻ luôn, phần thông lấy các kiểu, từng này anh Long lá cái này, anh Long đánh tống kim, easy game luôn, sướng lắm. Đi hoạt động cũng quá khỏe luôn. Ôi sao quýnh nãy giờ em hết máu nhanh dữ ta? Sao anh? Còn một cái vòng thừa tướng nữa nó như nào? Thừa tướng thì chỉ cho đẹp thôi, không có tác dụng anh ơi. Để em giao cho sói anh ơi, em sẽ giao cho sói. Thừa tướng nghĩa là đẹp thôi, dòng sáng thôi, chắc em đỡ giao cho Bình. Nếu anh Long đấu được thì ông này em giao cho Bình để sói dẫn đầu anh ơi. Như vậy là bang chủ là có kỹ năng 1 cấp. Đúng rồi. Không có phòng thủ. 5 kim lần 2.
Ban chủ chỉ một kỹ năng một cấp thôi. Hiện tại á, đấu dần nào dần này xong mình còn thêm một dòng kỹ năng nữa nha anh. Còn một dòng kỹ năng một cấp nữa nha anh em. Một bang sẽ có ba dòng kỹ năng. Còn chủ yếu lấy cái phòng thủ thì được ấy. Thấy tiêu rồi. Rồi. Bây giờ mà anh nhảy vào đấu chỉ sợ lòng nó mắng thôi. Thì anh thôi em gì đâu trời. Đấu đấu anh tùng đấu ở đấy đi võ lâm minh chủ cũng được mà. Đi xong rồi, liên đấu xong rồi. Đúng rồi, anh cũng đang đi liên đấu giờ đã xong đâu. Lên em cao cái lương thôi, vấn đề đâu, thấp là lương thấp, đúng rồi, 6 kim lần 1. Chứ rẻ quá anh em ơi, bên kia họ đấu đến 13 14 kim lần anh em. Bên kia họ đấu 13 14 kim một vòng lần anh em. Cái này mà ông nào mà đi đánh võ lâm minh chủ ấy là kéo này. Đúng rồi, này. Đóng mạnh lên, vài trăm xu vài kim đóng mạnh lên cho bang có kim anh em, đúng rồi, 10 kim. 10 kim rồi. Đúng rồi. Rồi thôi. 10 wow. Kim hợp lý. Đâu rồi. Lần 1. Đúng rồi, cho nên có lương. Có như là anh Tùng ủng hộ anh em. Anh Tùng có trải nghiệm đi nên khó lắm mới có được một vòng anh Tùng có trải nghiệm một tuần đi anh. Ừ. Nếu mà vậy anh thành lớn. Dở vậy luôn anh Tùng dùng 3-4 ngày mà chán thì bỏ em. Ừ. 10 kim lần 1. Đó, sau khi hỏi ý thì ban mình lên 10 kim có lương cho anh em. Cứu em 3 giờ anh em ơi, đồ nó chóng em nhiều. Cái này em đang muốn chia không? 2 kim một ngày thôi. Đúng rồi, muốn chia với anh Tùng. Ai 10 kim lần 2 còn quá rẻ luôn em ơi. Trời, kỹ năng cũng có một tầng đánh ngày kim hơn, quá rẻ. Một kỹ năng mà 10 à một tuần bằng lần 2 thì nó chỉ tương đương với cái phi phong thôi. À Như Hương ơi, tầm này cần Như Hương này vô quanh cho tầm ít máu Như Hương ơi. Phi phong 7 ngày ấy. Bằng ít máu không cao bình máu luôn á. Nhưng mà cái này nó lại có cái ấy anh nó lại có đó. Cái rồi nhạc. Rồi nhạc đi Như Hương. Ok. Lúc nào chả 75 cộng. Rồi, chốt anh Tùng nha anh em. 7 là 10 kim lần 3. Rồi tiếp theo vòng tiếp theo. Vòng tiếp theo sẽ là vòng kỹ năng một cấp thôi, không có phòng thủ lý nha. Kỹ năng một cấp, 5 kim lên đây nhâm xu anh em ơi. Vòng kỹ năng một cấp. Phỏ bỏ chữ nghiêng sói đi. Công lộ nghiêng sói, nghiêng sói chỉ có một vòng thôi. Rồi anh Tùng vẫn sử dụng vòng đó nha. Vòng sáng gần một cấp, 5 kim lên anh Dung Su. Còn vòng này nó hết nè em ơi, 5 kim nhanh lông. Hồi xưa em chơi đường môn á, em nói thiệt anh Tùng luôn. Hồi xưa em chơi đường môn á, cái dòng nhân sói đó tuần nào em cũng lậm luôn, đừng nói mà ai dành với em nha. Tuần nào em lậm vòng đó luôn. Cứ 15 kim người đầu em lậm hết. Đánh ông kim khỏi chơi luôn. Anh Long lấy rồi không ai đấu đâu. 5 kim quá rẻ, 5 kim lần 1. 5 kim lần 1. Không thì con Jolie 121 vào đấu nhỉ? Ờ, con lấy thằng Cương nào đấu ra. Đồ, Cương còn đánh liên đấu không? Đồ, nghe mà trưởng lên lực tay đánh hồi ngon em. Đấu chứ em sao đấu em vòng sáng này nọ nha. À, lên một con... một cấp rồi luôn, lực hay lên đây đó. Mấy em không hiểu là vấn đề ở đây là cái gì à? Kỹ năng ở đây là kỹ năng cộng một cấp, nếu em cộng mang thêm phong thì thêm một cấp nữa. Nói chung á, mấy anh em càng phong kỹ thêm 2 cấp nữa là 4 cấp. 4 cấp rồi. 4 cấp rồi là người tay thổi lên 4k nữa. Cha người ta rồi. Mạnh như Phật tổ. Rồi, 5 kim lần 2, 30 giây nữa chốt. Con nghe mi chẳng được đeo thêm một kỹ năng này đi lên đấu hơi ngon đấy. Hơi ngon luôn á. 5 kim lần 2, 15 giây nữa chốt, 15 giây nữa chốt. Nói chung là anh đang đấu là chủ yếu để mặc mang phong lên móc 81 để đi vô đi. Đấy, để móc được tốc thôi, quan trọng là đủ kỹ năng lên vật tốc thôi. Đây, chốt cho anh Long. Cái phong này nọ áo vô tình cũng đâu đặt mắt đâu, đâu làm gì. Có, vượt tốc của tông ra. Không có em. 5 kim. 1 à, 4. Nghe mi làm gì tóc đánh gì võ đan anh vượt tóc nghe mi không vượt được nghe mi vượt được võ đan thôi nói mà cãi không nghe mi nó không vượt được nhưng mà lực tay nó căng cao em cái, nói chung là lực tay nó cao nói chung là đã nói thiệt sự kỹ năng là không có chơi anh em nào chơi thì chịu chơi thôi còn tại cái phi phong kỹ năng một cấp mà chưa mang được á thì đừng nên chơi cái này chơi tốn tiền còn ai đã chơi được phi phong một cấp rồi thì nên chơi cái này nữa thiệt sự quá khỏe luôn đó bơm máu anh 18 bây giờ đơn giản thôi nè sao mà chết được yên tâm xém nữa nóc ào rồi ok cho mấy anh em phải đâm mạnh rồi đi tống kim rồi trải nghiệm đúng ngon cái mi chụp vô tống kim làm gì
Nói chung ai chịu chơi mới hiểu mới thấy được cái dòng đó. Ok xong này. Rồi còn gì nữa không ta? Rồi còn gì nữa không ta? Con ngựa. Ngựa đâu rồi? Ngựa gì nữa? Ngựa đâu rồi? Hai con mà. Có một con anh ơi, chia sẻ người khác rồi anh ơi. Dạ chia sẻ cho ba khác rồi hả? Chia sẻ chia sẻ. Ngựa kia chứ. Chia sẻ. Ông nói. Nói gì trời gì em chụp hình lên thống kê trên kia nào mà anh đỡ giùm em chứ. Đâu biết anh tưởng đâu như lần trước có hai ngựa thôi đi ngựa kia cũng được. Vậy. Em thống kê chụp tấm hình một bên là hoạt động một bên là con hình chiến hai cái nha. Chẳng phải một cái đâu. Rồi được rồi 1 2 3 4 ok xong tất cả một cái là đấu giá xong rồi nè. Rồi ok. Rồi bây giờ cái dòng thừa tướng này em sẽ cấp cho Bình cầm sói. Đây là dòng thừa tướng. Liverpool chết rồi. Liverpool chết rồi. Liverpool chết. Rồi dòng thừa tướng này, Anh Long này, Anh Long dòng kỹ năng này. Sao chết hả? 4 lao đọc trưởng quấn một lần mà tao. Sống này ra giao dịch nha anh em. Tao đang đứng trong đó. Anh không chết. Anh cũng bị trưởng. Rồi. Thì tao một bộ hồng ảnh nè. Ok anh em ơi. Mưa bên máu, tao còn sống. Nó chết rồi. Ok anh em ơi. Sau khi đấu giá xong thì bàn đấu giá là xong. Và cảm ơn em đã theo dõi video. Đừng quên đỡ lại cho băng áo một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Lần này đấu giá thì cũng hơn gần 20 kim nè. Nói chung đấu giá được 20 kim. Có ít kim phát lương cho anh em. Rồi. Kính chúc anh em xem video vui vẻ. Đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ chơi nha nè. Và cũng như là ủng hộ cho băng ngáo một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục công đoạn vượt ải nha mọi người. Đó, tuần vừa rồi này thì thực sự là một lần ở cùng mấy chủ S8 Phật Sơn Kỹ Sử này. Ngáo lên ngồi Lâm An. Và đó là Tống Quốc Chủ đó. Ok. Đúng rồi anh em, anh Tùng chịu chơi mà chơi đỡ băng có lương nè. Chơi ok mà. Giống như anh này KK anh Phong ca trước thôi. Khác gì cả. Rồi anh em bây giờ chúng ta trở lại với vực ải nha.